Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện hỏa tốc về việc rút lệnh báo động số 3 trên sông Hồng và rút lệnh báo động số 2 trên sông Luộc. Tranh thủ mực nước sông Hồng rút, các hộ trồng hoa cây cảnh, các xã vùng bãi ở huyện Văn Giang tiếp tục vận chuyển cây trồng bị ngập úng để khắc phục thiệt hại. Toàn huyện Văn Giang có gần 1.200 ha hoa cây cảnh và rau màu bị ngập úng toàn bộ. Trong đó, diện tích sản xuất nông nghiệp ngập ngoài bãi là 663 ha, trong đó chủ yếu là diện tích cam, quất, bưởi cảnh, hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao, đặc biệt là tại các xã Xuân Quan, Phụng Công. Qua ghi nhận tại các xã Mễ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Phụng Công và Xuân Quan, nhân dân đang hối hả vận chuyển cây trồng bị ngập úng để tránh thiệt hại, đồng thời phun thuốc chống đấm, chống thối đối với hoa cây cảnh. Cùng với nỗ lực của nhân dân, ngoài hai trạm bơm dã chiến đặt tại cống Hạ Đình, Xuân Quan và bãi Mễ Sở vẫn hoạt động hết công suất để chống úng ngay từ ngày đầu mưa lũ. Huyện Văn Giang đã bố trí thêm hai trạm bơm dã chiến công suất 1.400 mét khối tại khu vực ngoài bãi thôn Tầm Thang và thôn Sâm Hồng ở xã Thắng Lợi. Trong sáng nay, thì công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã thực hiện vận hành trên 400 tổ máy ở trên toàn tỉnh, thực hiện bơm tiêu úng nội đồng. Hiện tại thì các trạm bơm ở trên địa bàn huyện Tiên Lữ như là trạm bơm Mai Xá, trạm bơm Triều Dương thì cũng đã vận hành gần như là hết công suất của các tổ máy. Ví dụ như trạm bơm Mai Xá vận hành 10 trên 14 tổ máy. Còn tại trạm bơm Triều Dương xã Hải Triều thì cũng đã vận hành 9 trên 9 tổ máy để đảm bảo tiêu úng cho bà con ạ. Còn lại một số trạm bơm thực hiện bơm tiêu ra hệ thống sông Bắc Hưng Hải thì vẫn đang tạm dừng do chưa đủ điều kiện để vận hành ạ. Hiện nay do mực nước trên các sông và hệ thống công trình thủy lợi vẫn ở mức cao, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nắm bắt các bản tin dự báo diễn biến mưa lũ để thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền để thực hiện công tác phối hợp trong phòng chống mưa bão. Mực nước sông Luộc diễn biến thất thường do chiều cường, nước đã tràn vào một phần tuyến đường bối khu Vụn Quả, Sĩ Quý, xã Nguyên Hòa. Huyện Phù Cừ đã tập trung gần 200 người gồm cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương huy động máy xúc tới đắp đất chống tràn. Hiện tuyến bối vùng bãi đã được kiểm soát. Ngoài ra, chính quyền địa phương tiếp tục di rời khoảng 50 hộ dân tại hai thôn Sĩ Quý và Hạ Đồng tới nơi an toàn.